Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Siersky khẳng định rằng Nga vẫn chưa đủ sức đột phá phòng tuyến của Ukraine, mặc dù đang tăng cường pháo kích. Nga đã mở đợt tấn công bất ngờ vào tỉnh Đông Bắc Ukraine vào ngày 10 tháng 5. Quân đội Ukraine cho biết đợt tấn công này đã bị chặn lại và lực lượng Ukraine đang phản công. Theo tướng Siersky, Nga đang tập trung lực lượng gần các làng Socha và Lysy, cũng như thị trấn Volkan. Hoạt động của Nga ngày càng phức tạp, gây khó khăn cho Ukraine trong việc điều động quân dự bị đến các khu vực tiền tuyến. Siersky cũng chỉ ra rằng khó khăn về đạn dược và sự xuống sức đang làm giảm khả năng tấn công của Nga. Nga đã chuyển sang chiến thuật tấn công các vị trí của Ukraine bằng pháo binh và bom. Trong khi đó, nghị sĩ Nga Viktor Volodarsky dự đoán rằng Nga có thể sớm kiểm soát các thị trấn Lyman và Siviek. Ông khen ngợi sự phối hợp tác chiến hiệu quả của quân đội Nga và cho biết Moscow đang siết chặt vòng vây với các vùng lãnh thổ này. Nhà Trắng đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine vũ khí mới nhất của NATO để phản công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây được coi là bước đi có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân. Theo tờ New York Times, động thái này đặt Tổng thống Biden trước sức ép ngày càng lớn từ cả đồng minh lẫn cố vấn trong chính quyền. Tuy nhiên, quyết định liệu có cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không sẽ là một quyết định vô cùng hệ trọng, có thể làm leo thang đáng kể xung đột. Từ đầu cuộc xung đột, Mỹ đã liên tục điều chỉnh chính sách cung cấp vũ khí cho Ukraine, từ hệ thống tên lửa SAMAS, hệ thống phòng không Patriot đến xe tăng Abrams và thậm chí cả tên lửa tầm xa ATACMS. Trong khi đó, Ukraine đang thúc đẩy một hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ vào giữa tháng 6, với mục tiêu xây dựng một mặt trận thống nhất nhằm gây sức ép lên Nga và thúc đẩy công thức hòa bình theo đề xuất của Kyiv. Theo báo cáo của Đức, Ukraine hiện không có khả năng bù đắp tổn thất và xây dựng lực lượng dự bị do các tân binh cần thời gian đào tạo. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ chỉ có thể có tác động đáng kể vào cuối mùa hè. Báo cáo này vấp phải phản ứng trái chiều từ các chính trị gia Đức. Đại diện Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo Roderick Wurr cho rằng báo cáo mang mục đích gây áp lực, trong khi nghị sĩ Đảng Dân chủ Xã hội Đức Sturgeon lại đánh giá báo cáo phản ánh đúng tình hình thực tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Nga đã nắm ưu thế trên chiến trường phần lớn thời gian năm 2024. Mới đây, Nga đã phát động tấn công ở vùng Kharkiv phía Bắc. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cho biết tổn thất của Nga trong cuộc tấn công này gấp 10 lần tổn thất của quân đội Ukraine. Theo báo Financial Times, văn phòng Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo các quan chức và nghị sĩ chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Động thái này nhằm gây áp lực để hai nhà lãnh đạo tham dự hội nghị hòa bình Ukraine dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15-16/6 sắp tới. Mỹ cung cấp tài liệu vũ khí cho Ukraine. Theo tiết lộ của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William LaPlante và trợ lý Bộ trưởng Lục quân Douglas Bush, Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine các tài liệu nhạy cảm về hơn 1.000 loại vũ khí của Mỹ. Tài liệu này sẽ giúp Ukraine có cơ sở khởi động chương trình sản xuất vũ khí riêng, tăng cường sức mạnh quân sự và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp vũ khí phương Tây. Nga cảnh báo về răn đe hạt nhân. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga có thể đưa ra các biện pháp bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tới châu Âu và châu Á. Lavrov nhấn mạnh rằng các hành động trên sẽ khiến các trung tâm chỉ huy và vị trí lực lượng hạt nhân của Nga nằm trong tầm ngắm của tên lửa Mỹ. Mỹ dự kiến cung cấp F-16 cho Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov cũng đề cập đến việc Mỹ có khả năng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ông bày tỏ lo ngại trước động thái này, cho rằng nó sẽ tiếp tục leo thang xung đột giữa Ukraine và Nga. Ukraine chuẩn bị đón huấn luyện viên quân sự Mỹ. Ukraine dự kiến sẽ công bố việc tiếp nhận huấn luyện viên quân sự từ Mỹ vào tuần tới khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm Pháp, theo nguồn tin của Reuters. Động thái này diễn ra bất chấp lo ngại từ một số đồng minh và chỉ trích từ Nga. Nga bị tố sử dụng tên lửa Triều Tiên. Một báo cáo tình báo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, RIA, công bố ngày 30 tháng 5 xác nhận Nga đã triển khai tên lửa do Triều Tiên sản xuất trong cuộc chiến ở Ukraine. Báo cáo phân tích các hình ảnh mảnh vỡ tên lửa cho thấy Nga sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn do Triều Tiên sản xuất. RIA so sánh các hình ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố với các hình ảnh chụp mảnh vỡ tên lửa ở khu vực Kharkiv của Ukraine hồi tháng 1, từ đó đưa ra kết luận trên. Cả Nga và Triều Tiên đều chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, cả hai nước đều phủ nhận cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ukraine báo cáo bắn hạ máy bay Nga. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky và quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 7 máy bay cường kích Su-25 của Nga trong chưa đầy một tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự thuộc tạp chí Forbes đặt nghi vấn về tính chính xác của thông tin này và cho rằng Ukraine có thể đang phóng đại thành tích chiến đấu của mình. Nga tiếp tục gia tăng pháo kích vào phòng tuyến Ukraine nhưng chưa thể đột phá. Tướng Siersky khẳng định Nga đang tập trung lực lượng gần Socha, Lysy, Volkan. Hoạt động của Nga phức tạp, gây khó khăn cho Ukraine trong việc điều quân. Nga chuyển sang dùng pháo binh và bom tấn công vị trí Ukraine. Nghị sĩ Nga Volodarsky dự đoán Nga sớm kiểm soát Lyman và Siviek. Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để phản công ở Kharkiv, nhưng cấm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Quyết định này gây áp lực lên Mỹ trong việc dỡ bỏ lệnh hạn chế.